An Thới, An Tịnh, thị xã Trảng Bàng. Lốc này em có 5 lô. Từ đất đi đến khu công nghiệp Trảng Bàng và khu công nghiệp Linh Trung chỉ mất 7 phút thôi. Đất của mình 5 lô này sẽ được cắm ranh rõ ràng, mọi người nhìn thấy đúng không? Và đất nằm ở ngay trong khu dân cư, cách nhựa chỉ 2. Hiện trạng đất bằng phẳng, được cắm ranh các mốc đấy ạ. Ngay khu dân cư cách nhựa 200m mà sổ đẹp, vuông vức. Diện tích 10 x 30, các mốc ranh đây mọi người nhé. Đất được phủ hồng toàn bộ, ở đô thị 100%. Giá cho mỗi lô là 1 tỷ một lô. Mọi người có thể đảm bảo tìm xung quanh giá này, không bao giờ có khuôn đất đẹp như thế mà cùng giá bán như vậy. Từ đường này mình sẽ đi ra nhựa, chỉ 200m. Bây giờ mọi người mà không mua thì vài tháng sau chắc chắn giá sẽ cao hơn rất là nhiều, mà có khi còn chẳng có để mà mua nữa. Năm lốc này em có sẵn sổ, mình có thể công chứng lúc nào cũng được và được tặng phí sang tên mọi người nhé. Các lô là diện tích giống nhau. Đấy, từ đất mình sẽ đi ra ngoài. Đường đi rất là dễ dàng thôi. Đấy, đường rất là đẹp, bằng phẳng, đường đá mi. Đi ra tỉnh lộ 64 này, rẽ về hướng Hương lộ 2 về Củ Chi, Bình Dương. Mình rẽ về tay phải thì sẽ là đi đến quốc lộ 22 Xuyên Á, về ngã tư An Bình. Đường đẹp. Đây, đến khu công nghiệp Trảng Bàng, Xuyên Á chỉ đúng 300m.